cái chết độ thọ bút ký của lê tử hùng đồng nay xuất bản và phát hành in tại nhà in nắng mới 45 bùi viện sài gòn giấy phép số 4686 ngày 2 tháng 10 năm 1971 lời mở đầu hồi đó 8 năm qua tự của Hoàng Anh Tuấn tháng 8 63, tình hình căng thẳng ngột ngạt, các phóng viên các báo được đặt trong hoàn cảnh báo động, thường trực sẵn sàng làm nhiệm vụ săn tin bất cứ lúc nào. Anh em ít có dịp họp nhau bù khố trong quán cà phê như trước, vì ai cũng tức tưởi ngược xuôi, chỉ gặp nhau trong chùa xá lợi, im lặng ra dấu chào nhau. Những tin tức quan trọng hồi đó đều liên quan tới sự chống đối nhà ngô. Không tờ báo nào xuất bản ở Sài Gòn dám đăng tải, trừ khi giảng lược tới mức tối đa, đến mức sai lạc thành vô nghĩa. Nhưng anh em vẫn cố gắng xăng tin, để thỏa mãn tự ái nghề nghiệp. Cái tin ông Cabot Lodge qua Việt Nam, thay thế chức vụ đại sứ Hoa Kỳ của ông Frederick Nolting anh em đều biết anh em cũng đều được nghe nói ông lốt là một thứ chuyên viên khuynh đảo một tay thợ tài tình về đảo chánh lật đổ chế độ vì vậy anh em đều nóng lòng chờ đợi ông lốt tới việt nam tất nhiên vì vấn đề an ninh ông ta sẽ tới sài gòn thật bất ngờ tất cả sẽ được giữ bí mật cho tới khi ông trình ủy nhiệm thư lên tổng thống ngô đình diệm trong không khí nặng nề của sài gòn đặt trong tình trạng thiết quân luật dưới quyền tổng trấn của thiếu tướng tôn thức đính không ai bảo ai anh em phóng viên đều coi anh nào đón được ông lodge khi ông vừa tới phi trường tân sơn nhất là tay bảnh ăn trùm anh em anh em phóng viên hồi đó Bây giờ, phần đông đều có một tờ báo trong tay để thao túng, như các anh Việt Định Phương, Dương Hà, Trương Hồng Sơn, hay cũng là ký giả có ảnh hưởng lớn với báo chí như các anh Từ Trung, Anh Quân, Phan Nghị, Hồ Nam, Tô Văn, Các Hữu. Khoảng từ 20 tháng 8 1963, tin ông Lodge tới Việt Nam đã thành chắc chắn. Ngày giờ ông tới Sài Gòn được giới hạn trong vòng 3-4 ngày. Anh em phóng viên đành bỏ hết mọi công việc. Ngày đêm lẫn quẩn trước cơ quan thông tin Hoa Kỳ ở gần rạp Cineres để dò la, theo dõi tình hình động tĩnh. Rất cuộc, tất cả đều phải chào thua anh Hồ Nam Người đã kiên gan chờ đợi cả đêm 21 tháng 8 1963 để quả gian xe hơi của Sở Thông tin Hoa Kỳ có mặt tại phi trường Tân Sơn Nhất khi ông Lodge tới vào lúc rạng ngày 22 tháng 8 năm 1963. Tuy chỉ được nghe kể những lời tuyên bố của ông Lodge, chứ không hề phỏng vấn ông ta được câu nào, anh Hồ Nam vẫn là ký giả Việt Nam độc nhất có mặt trong cuộc họp báo ngắn ngủi của viên tân đại sứ Hoa Kỳ. Hồi đó ở phi trường Tân Sơn Nhất. Anh em không thể không khâm phục người đồng nghiệp đó. Anh em đã không lầm về sự có mặt quan trọng của ông Lốt trên đất nước này. Đúng như sự dự đoán chung, cuộc đảo chánh ông Diệm đã xảy ra. Vai trò của ông Lốt trong cuộc đảo chánh 1 tháng 11 1963. Dù chưa thể xác nhận vị trí thật chính xác nhưng ai cũng biết đó là vai trò chủ động khá quan trọng, có tính cách quyết định, tuy ông luôn luôn phủ nhận bằng những lời lẽ khôn khéo. Những tướng lãnh chủ chốt trong cuộc đảo chính 1 tháng 11 1963 đều phủ nhận vai trò của Hoa Kỳ nói chung, của ông Lodge nói riêng trong việc lật đổ chế độ đệ nhất Cộng Hòa. Nhưng dư luận khắp nơi mà cụ thể là một cuốn sách mang tựa đề, ông đại sứ lại xác nhận sự xíu vô của Hoa Kỳ qua nhân vật Lodge vào tình hình Việt Nam từ năm 63. Không hiểu vô tình hay cố ý, Đối với một người như ông Lốt thì chắc chắn đến 99% là cố ý. Ông Lốt trong dịp với chức vụ đại sứ nhiệm kỳ thứ nhất đã tuyên bố với báo chí mở ngoặt kép. Điều ông đáng tiếc hơn cả là không ngăn cản được cái chết của tổng thống Diệm. đóng ngoặt kép. Tuyên bố như vậy là xác nhận ông xác nhận những gì thì chưa được trình bày rõ ràng. Dựa vào các tài liệu, các bằng chứng, những lời kể lại của người trong cuộc. Lê Tử Hùng đã ghi chép một cách khách quan những trang sử cần đại trong cuốn sách mang tựa đề. Công dân áo gấm Henry K. lodge được Lê Tử Hùng cậy nhờ viết ít trang mở đầu cho cuốn sách của anh. Tôi, trong tư cách người làm báo, nhắc lại ở trên ít nét đơn giản về liên hệ nghề nghiệp và tình hình trong thời gian vai trò ca bốt lốt chuẩn bị xuất hiện trên sân khấu chính trị miền Nam này. Sài Gòn tháng 5 1971 Tác giả Hoàng Anh Tuấn Phần 2 Lời Người Viết bạn đọc theo dõi xong nhật ký gian dở của Đỗ Thọ. Chính đại úy phi công tùy viên của cố tổng thống Ngô Đình Diệm để lại. Và những trang nhật ký ấy được coi như là gian dở vì đại úy Đỗ Thọ bị tử nạn máy bay Quảng Ngãi trên ngọn núi Trà Bồng thuộc mật khu Đỗ Xá cùng với ba người bạn đồng nghiệp. Đại úy Đỗ Thọ Hưởng Dương 27 tuổi. 1937 1964. Từ tạ cuộc đời vào ngày 14 tháng 2 1964. Tức là ngày không còn đặt viết trên trang nhật ký giữa ngày đón xuân của gia đình. Viết lại cái chết của Đỗ Thọ là em ruột của người quá vãng. Đã sống về nghề viết lách từ khi đại úy Đỗ Thọ nằm xuống. Và vô tình hôm nay viết về anh mình mà không thể ngờ được nguyên do chỉ vì đổ thọ là nhân chứng lịch sử cõng con bên cạnh tổng thống bị giết Ngô Đình Diệm người viết không chủ tâm mẹ hát con khen hay mà nỗi lòng của em đối với anh người anh gương sáng trong gia đình soi chung và người viết đặt nặng vấn đề tình cảm giữa một vị tổng thống với sĩ quan tùy viên tận tụy cuối cùng một người em hãnh diện về người anh đó cho nên dù Đỗ Thọ không khác gì Đỗ Vinh, người viết đều một mực ủng hộ và đau buồn đến cái chết cá nhân của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Lập trường dứt khoát người viết đứng hẳn về bên Tổng thống Diệm để viết lại hai cái chết cùng một thời gian dậy sóng gió đất nước này. Vì nguyên do nào đưa đẩy Đỗ Thọ đến cái chết hoàn toàn nghi ngờ. Tác giả Đỗ Vinh Sài Gòn, năm canh tuất 1970